Xin chào các bạn yêu nhạc và thích chơi đàn. Ngày hôm nay thì rất vui khi được cùng các bạn trong clip có tên là những kỹ thuật cơ bản của đàn TYBA Việt Nam. Và hy vọng các bạn có thể ứng dụng được những kỹ thuật cơ bản này trong việc tập luyện cũng như biểu diễn một số những bài bản mang chất liệu cổ hoặc là những bài bản tác phẩm viết riêng cho đàn TYBA. Ngoài ra còn có thể ứng dụng trong những bàn nhạc trẻ thịnh hành mà các bạn đang luyện tập và biểu diễn gần đây. Mình rất cảm ơn các bạn đã có những phản hồi tích cực sau cái clip đầu tiên mà Thủy làm về sự khác nhau giữa đàn TYBA Việt Nam và đàn PIPA của Trung Quốc. Nếu như bạn nào còn chưa xem thì chúng mình có thể xem lại trong link ở phía dưới. Thủy sẽ để ở đây để các bạn tiện theo dõi nhé. Và đàn TYBA thì tạm thời Thủy xin chia ra thành hai mảng là kỹ thuật tay phải và kỹ thuật tay trái để các bạn có thể dễ hình dung. Và với kỹ thuật đầu tiên và rất là quan trọng, đó chính là kỹ thuật gẩy. Ở kỹ thuật gẩy tay phải thì mình sẽ có gẩy xuống và gẩy lên. Từ kỹ thuật cơ bản gẩy xuống và gẩy lên này, chúng ta sẽ có gẩy 2 giây xuống, gẩy 2 giây lên. Các bạn có thể nhận thấy là cái biên độ gẩy nó sẽ khác nhau để mình có thể lựa chọn gẩy 1 giây, 2 giây, 3 giây hoặc 4 giây. Gẩy cả 4 giây. Yêu cầu sẽ là gẩy cùng lúc vang lên âm thanh thì mình có thể áp dụng vào những cái gẩy hợp âm sau này. Còn về tốc độ, nếu mà mình gẩy chậm lại và mình lắng nghe được từng giây một thì ở đàn TYBA có một cái tên gọi khác, đó chính là giả. Giải 4 giây, đấy là giải xuôi, giải xuống và còn có giải lên. Từ cái kỹ thuật gẩy xuống và gẩy lên thôi, chúng ta đã có hai dạng phát triển và nâng cao hơn. Kỹ thuật ngay sau đây thì muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là V hay còn gọi là tremolo. Có rất là nhiều bạn khi mà luyện tập kỹ thuật V cảm thấy rất là khó khăn, nhưng mà chúng mình hãy đi ngược về với những cái điều cốt lõi cơ bản thì V chính là gẩy lên gẩy xuống với một tốc độ rất là nhanh. Và ngày hôm nay thì Thủy sẽ giới thiệu kỹ thuật V. V 2 giây, V 3 giây và V cả 4 giây. Yêu cầu của kỹ thuật này khi chúng ta tập luyện làm sao để cho tiếng V đều, giòn và không bị gãy đứt đoạn. Thì bây giờ sẽ đến với kỹ thuật tiếp theo, đó gọi là kỹ thuật phi. Mình sẽ cùng thử nhé. Có phi xuôi và phi ngược. Ngoài ra, nếu như không sử dụng móng thì chúng ta còn có những kỹ thuật khác sử dụng bằng 5 đầu ngón tay phải, ví dụ như là búng dây, thì yêu cầu mình sẽ kết hợp giữa phần thịt của đầu ngón tay cũng như là phần móng. Và các bạn nên lưu ý là chúng mình nên nuôi móng tay để có thể tạo được cái hiệu quả âm thanh tốt nhất. Ngoài búng dây ra thì mình sẽ có một kỹ thuật, đó là bật dây. Đây là những kỹ thuật mà có thể áp dụng trong những bài bản mới, những tác phẩm mới. Và ngoài ra thì sẽ còn một kỹ thuật có tên là vi 5 ngón. Hiện nay thì đàn tỳ bà Việt Nam sử dụng chủ yếu là vi 5 ngón trong, tức là mình cuộn tròn tay vào trong như thế này. Đó. Mình có thể V trên 1 giây. Hoặc V trên 1 giây và ngón cái đi các dây khác hoặc là đi dây điệu. Ngoài V5 ngón trong, chúng mình còn có V5 ngón ngoài, tức là dùng những cái mặt ngoài của móng tay. Kỹ thuật V5 ngón là một trong những kỹ thuật rất là phức tạp của làn tỳ bà. Thường chúng mình sẽ phải luyện tập trong thời gian rất là lâu, nhưng mà các bạn đừng nản, khi mà luyện tập được rồi thì cái hiệu quả đem lại với âm thanh rất là phong phú. Vừa qua Thủy đã giới thiệu cho các bạn một số những kỹ thuật cơ bản trong đàn tỳ bà Việt Nam. Hy vọng các bạn cảm thấy hữu ích cho việc luyện tập của mình, cũng như là hiểu biết sơ qua thêm về cái đàn tỳ bà nếu như các bạn còn phân vân trong việc lựa chọn nhạc cụ mà mình muốn theo học. Và nếu như Thủy còn bỏ sót những kỹ thuật nào thì các bạn có thể giúp Thủy comment ở phía dưới để chúng mình cùng nhau trao đổi thêm về những kỹ thuật đàn tỳ bà Việt Nam nhé. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.